San Shop xin giới thiệu mẫu áo măng tô dáng siêu dài San 18 với chân dạ mịn và cao cấp, vô cùng thời trang và tinh tế. Áo có form rộng, thường dùng để làm áo choàng bên ngoài, bên trong áo vest. Áo có hai túi hai bên vô cùng rộng, có thể đựng được 5-7 chiếc điện thoại một cách dễ dàng và rất nhiều các vật dụng quan trọng khác. Áo có lớp xẻ tà phía sau vô cùng rộng rãi, giúp đi lại hay làm việc được thoải mái hơn. Tuy nhiên áo chỉ có một lớp duy nhất thôi, nên quý khách hãy cân nhắc trước khi mua nhé. Nếu quý khách muốn một chiếc áo đẹp sang và dài như vậy nhưng mà lại có hai lớp xịn hơn thì quý khách có thể mua áo San 10.